Theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5, người dân có thể đến công an xã phường để thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Công an cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng ký cấp biển số cho xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe tương tự. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, đến 10 giờ ngày 21 tháng 5, toàn quốc có 274 xe ô tô được đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe mô tô được đăng ký ở công an cấp xã, phường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng ngày 21 tháng 5, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại trụ sở đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Nhà Bè, có nhiều người dân tới đăng ký. Anh Trần Phước Trung, ngụ huyện Nhà Bè chia sẻ, so với trước đây là phải lên tới Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký xe ô tô, xe mô tô, thì nay với việc chia ra nhiều địa điểm đăng ký giúp rút ngắn thời gian chờ đợi làm thủ tục. Trung tá Trần Trọng Hậu, Phó Đội trưởng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Nhà Bè cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Nhà Bè đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ việc đăng ký xe cho người dân trên địa bàn. Tại Công an huyện Nhà Bè, mỗi ngày có khoảng 40-50 xe mô tô, xe máy, có cả xe chuyển vùng đến, vùng đi và sang tên trong tỉnh, ngoài tỉnh. Còn tại Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Công an huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, người dân vui mừng vì được đăng ký xe tại nơi mình cư ngụ. Người dân sau khi nộp thuế trước bạ sẽ mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn, chứng từ tài chính, gồm biên lai, phiếu thu, lệ phí đăng ký xe máy, đến trụ sở công an xã điền tờ khai theo hướng dẫn của cán bộ. Tiếp đó cán bộ sẽ kiểm tra và cà số khung, số máy. Khi hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe, người dân sẽ được bấm chọn biển số, giao biển số.